sắp xếp đổi mới lại các nông lâm trường quốc doanh theo nghị quyết 28 năm 2003 của Bộ Chính trị là một phần quan trọng trong chủ trương sắp xếp đổi mới lại các doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu đề ra là nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, đổi mới cơ chế quản lý và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sau 10 năm triển khai thực hiện, cả nước còn 105 nông trường và 148 nông trường đang quản lý khoảng 2,5 triệu hectare đất, trong đó một phần đáng kể được giao khoán lại cho người dân. Và theo nhận định chung thì đây là khu vực chậm đổi mới nhất, đang làm trì trệ, kìm hãm một khu vực rất lớn trong sản xuất nông lâm nghiệp. Từ những câu chuyện thực tiễn, chương trình tiêu điểm hôm nay sẽ phân tích vì sao chủ trương sắp xếp lại các nông lâm trường quốc doanh để phân bổ lại đất sản xuất một cách hợp lý lại diễn ra chậm như vậy. Những nhân tố nào đang cản trở tiến trình này? Xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Hơn 800 hộ gia đình ở đây phải thuê lại đất của nông trường Yên Mỹ, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên Mỹ, để tăng gia sản xuất. Gia đình ông Thực nhận thuê khoán 3,3 hectare. Mỗi năm, gia đình ông phải nộp cho công ty khoảng hơn 11 triệu đồng, tức là khoảng 3,5 triệu đồng một hectare. Theo hợp đồng thì khoản thu này được gọi là quản lý phí. Hay nói cách khác thì đây là khoản thu để nuôi bộ máy quản lý của công ty. Tôi nói thì không hợp lý. Không hợp lý là vì thế này. Giả dù là công ty mà tổ chức chú đạo rồi thì bảo vệ rồi thì cái này cái cả kỹ thuật rồi xuống quan tâm đến đời sống của bà con với cả hàng ngày thăm chăm lo với cả thì thu là chính đáng, thu là được, không? Nhưng mà ở đây không còn cái tác động gì cả. Tôi làm mà nói thật là đến khi mía sản phẩm là 27 ngày sau mới chờ, không nào? Mà chờ mà để cho mía thúi rồi mà cũng được. Người dân Yên Mỹ cho rằng khoản thu này gọi là quản lý phí, nhưng bản chất của việc giao khoán cho thuê đất này chẳng khác gì việc phát canh thu tô, nghĩa là chia đất rồi thu tiền mà không có bất cứ hỗ trợ nào cho các hộ nhận khoán đất. Hiện nay thu cái quản lý phí tôi thấy vô lý mà. Thu cái kiểu gì tôi cũng không hiểu. Nhưng bác có được hỗ trợ gì về? Hỗ trợ cái thằng trồng chứ cây mũ cao su đó của tôi nhá. Trồng ác ta nhưng mà giờ anh gãy chết đi rồi cũng mặc kệ thôi. Năm 2009, nông trường Yên Mỹ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên Mỹ. Công ty được tỉnh Thanh Hóa giao quản lý sử dụng 840 hectare đất mà không thu tiền. Công ty cho người dân thuê lại toàn bộ và mỗi năm thu được khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, khoản nộp ngân sách khoảng trên dưới 30 triệu đồng. Phần còn lại được dành để nuôi bộ máy nhân sự hơn 20 người. Và theo vị phó giám đốc của công ty này, công ty sau chuyển đổi vẫn đang hoạt động hiệu quả. Đất thì đương nhiên là tỉnh giao cho công ty để công ty quản lý sử dụng và giao cho người công nhân người ta và người nhận khoán sử dụng và người ta trồng nó. Như vậy là nó hiệu quả. Vâng, hiệu quả. Về mặt lợi ích chung thì chúng tôi đem lại cái ổn định về mặt chính trị xã hội. Đấy. Về đối với địa phương thì không xảy ra để có những cái mà người dân phải thất nghiệp hay nọ kia. Thế còn đối với nhà nước thì chúng tôi ổn định và hàng năm đều báo cáo. Năm 2004, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở tách ra từ nông trường Yên Mỹ. Sau khi tách khỏi nông trường, xã chỉ được giao quản lý hành chính về mặt con người và đất thổ cư. Toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp đều do nông trường Yên Mỹ, nay đã được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Mỹ quản lý. Quản lý đất là phía công ty quản đất, quản lý mọi cái chỉ đạo sản xuất đều là công ty chỉ đạo, xã không thể can thiệp được gì. Cái định hướng phát triển kinh tế cũng như việc quy hoạch, xây dựng các cái công trình phúc lợi của địa phương nó cũng rất chi là gặp nhiều khó khăn. Là việc định hướng thì xã có thể là xây dựng quy hoạch nhưng mà không phải mình xã quyết định mà lại còn phải bên cạnh đó là còn cái ý kiến của bên công ty nữa, bởi vì thực tế là người đó là những cái người mà quản lý đất, nên là đấy là tôi nghĩ là cái vấn đề mà bất cập hiện nay. Hậu quả là tỷ lệ hộ nghèo trong xã chiếm tới hơn 30%. Và mục tiêu thoát nghèo của các hộ này là rất xa vời do thiếu đất sản xuất và phải đi thuê lại với mức phí rất cao. Tại xã Lam Sơn,
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 hecta. Trong tổng số gần 1.300 hecta đất mà công ty nông nghiệp Lam Sơn đang quản lý, được công ty này cho người dân thuê lại. Quyển sổ này do công ty Lam Sơn phát cho các hộ dân thuê đất cho thấy có hai mục nổi bật nhất là định mức phải nộp rất cao và mức phạt rất nặng nếu nộp không đủ định mức. Đây, 18 cân mà nhân với cái giá là 55.800 bằng 100 là 6.000. Thế tháng nhiều nhất nhà cô bị phạt bao nhiêu? Tháng nhiều nhất. Tháng nhất là 2 đây. Là 125.000. Thì là một trong một ha là một năm là phải nạp với là 7 đến 8 triệu một ha. Năm bão thì trong hợp đồng có là thiên tai và là địch họa thì là có giảm. Nhưng hiện tại bây giờ công ty là không giảm mà vẫn tính cái tổng cái số cây chết để đưa vào diện tích để là đưa định mức lên, cho nên là chúng tôi thấy cái đó là vô cùng là oan ức cho dân. Phí thuê đất quá cao nên mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp này ngày càng phức tạp. Và đỉnh điểm là người dân đã khởi kiện công ty này ra tòa. Tòa án nhân dân huyện xử, người dân thua kiện. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xử là cấp phúc thẩm, người dân cũng thua kiện. Họ thua kiện là đương nhiên vì chính họ đặt bút ký vào hợp đồng giao khoán. Nhưng nếu không ký để nhận đất giao khoán, họ sẽ không biết làm gì để kiếm sống. Thanh tra tỉnh này, rồi phó chủ tịch tỉnh này, bà Thìn này về đây để trực tiếp họp dân chúng tôi bức xúc quá mà tôi nghẹn ngào, tôi không nói được. Đúng là thực lòng của tôi vừa rồi mà tôi nghĩ tôi về nhà tôi nằm tôi không ngủ được. Tôi tức quá. Bức xúc chảy nước mắt ra mà không nói được, nhiều muốn nói nhiều cái mà không nói được. Cán bộ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn khi nhận giao khoán của công ty sẽ phải trả một, thì người dân khi nhận giao khoán của công ty sẽ phải trả gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Như vậy rất dễ có thể xuất hiện khả năng người dân sẽ phải thuê lại đất của những cán bộ công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi mà người dân ở đây đang thiếu đất sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thừa nhận, về bản chất, mô hình sản xuất kinh doanh của các công ty nông lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh vẫn như cũ. Và thực trạng chung hiện nay là phần lớn các công ty này đều hoạt động kém hiệu quả hoặc trong tình trạng thua lỗ. Đối với các cái nông trường ấy, thì mà trường bây giờ chuyển thành các cái công ty ấy, trách nhiệm hữu hạn ấy, thì bây giờ là cái vấn đề là hiệu quả sử dụng đất đai nó rất hạn chế, chưa làm được cái trung tâm dịch vụ cho vùng, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, rồi tổ chức liên kết để tiêu thụ sản phẩm còn đang rất hạn chế. Thì tôi cho rằng đây là những vấn đề mà cần phải có chủ trương giải pháp trong thời gian tới. Theo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, với mục tiêu đề ra trong nghị quyết 28 năm 2003 của Bộ Chính trị chưa được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, đất nông lâm trường sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch và kém hiệu quả thì phải thu hồi, giao lại cho chính quyền địa phương để giao đất ở, đất sản xuất cho người dân tại chỗ, nhất là các hộ đồng bào dân tộc ít người. Thứ 28 đã nói rồi, đối với lại những cái đơn vị mà thua lỗ nhiều năm hoặc thậm chí có thể không thua lỗ nhưng mà nguồn thu của anh chủ yếu là dựa trên tiền mà cho thuê đất thì phải tiến hành giải thể hoặc chuyển sang hình thức sở hữu khác. Và dù cách làm nào thì một trong yêu cầu là phải đảm bảo được thu nhập và đời sống cho người nông dân. Chỉ có như vậy thì vùng nguyên liệu mới bền vững. Theo Nghị định 200 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển các nông lâm trường quốc doanh, toàn bộ diện tích đất do khu vực này quản lý phải được rà soát lại, thu hồi những diện tích sử dụng kém hiệu quả để phân bổ hợp lý cho các thành phần kinh tế. Nhưng do quá trình rà soát, đánh giá hầu như được khoán trắng cho các nông lâm trường, nên việc thực hiện hầu như chỉ mang tính hình thức. Cuối cùng lại chỉ là đổi tên, còn cái ruột của nó vẫn là cơ chế cũ, vẫn là hoạt động theo cơ chế khoán, vẫn là phát canh thu tô. Là chính bản thân các nông lâm trường cũng là mang tính chất lợi ích cục bộ. Muốn giữ cái địa vị, muốn giữ cái vị trí, muốn giữ cái lợi ích của mình mà không vì cái chung của đất nước, vì cái lợi ích của người dân địa phương. Cho nên là vẫn cố thủ giữ lại theo cái hướng đó. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy có khoảng 75% nông trường làm ăn có lãi. Tuy nhiên, mức lãi là rất thấp hoặc không đáng kể so với nguồn lực được giao. Theo nhận định chung của các chuyên gia, thì ngoài một số ít các đơn vị làm ăn có hiệu quả, thì hầu hết các nông lâm trường đang trong tình trạng rất khó khăn. Nhiều đơn vị phải cho thuê đất
để lấy tiền nuôi bộ máy quản lý. Nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp sau chuyển đổi làm ăn kém hiệu quả. Đời sống người lao động rất là khó khăn. Và cũng có thể nói rằng là cái mục tiêu về nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, rừng, tài nguyên một cách bền vững thì ở nhiều nơi là chúng ta không đạt được. Việc làm, thu nhập người lao động bị giảm sút. Và nhiều nơi thì đã xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp xung quanh cái cơ chế rồi cách làm giữa nông lâm trường với lại công nhân của mình và với người dân của địa phương. Các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp giữa nông lâm trường với người dân là rất không đồng nhất. Theo báo cáo mới đây, diện tích này là hơn 30.600 ha. Tuy nhiên, theo báo cáo trước đó chỉ vài tháng, diện tích được xác định là hơn 75.000 ha. Còn theo Viện Tư vấn Phát triển, diện tích đang có tranh chấp lấn chiếm lớn hơn rất nhiều và tiềm ẩn những mâu thuẫn xã hội phức tạp. Chính vì là các cái con số báo cáo nó không thực tiễn, cho nên dẫn đến là khi mà giải quyết sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh thì những vấn đề về tranh chấp lấn chiếm đất đai giữa nông lâm trường, giữa công ty nông lâm nghiệp với người dân đã không được quan tâm một đúng mức. Và những cái tranh chấp đấy nó hàng ngày nó diễn ra và càng ngày có càng nguy cơ nó sẽ bùng phát và nó sẽ làm cho vấn đề về bất ổn xã hội càng nghiêm trọng hơn. Và chúng tôi đánh giá rằng nếu như cái vấn đề tranh chấp lấn chiếm không được giải quyết một cách triệt để thì các giải pháp về sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh chúng ta vẫn không thể có cái kết quả cuối cùng tốt nhất. Sau 10 năm thực hiện sắp xếp đổi mới, hiện cả nước còn 105 nông trường và 148 lâm trường đã được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên đang quản lý sử dụng trên 2,5 triệu hectare đất. Do thiếu năng lực sản xuất, các đơn vị này đã cho người dân thuê lại một phần đáng kể diện tích để ở. Đáng lẽ ra chúng ta phải biến họ là người làm chủ, là người cho thuê. Nhưng mà vì chúng ta là nặng về giao khoán, cho nên nó biến thành ra người ta làm thuê. Thành thử lại đi thuê lại của các nông lâm trường, của các chính quyền địa phương và lấy địa tô chính là phát canh thu tô. Thì cái vị trí, địa vị và quyền lợi ích của người dân ở bản địa ấy rất kém. Và nó đặc biệt nó không ổn định, nó không phải là của tôi mà vẫn là của anh tôi làm thuê, là nó không ổn định, người ta không đầu tư mạnh và không chăn trở vào đấy được. Các nhà nghiên cứu cho rằng đã đến lúc cần tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 28 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường gắn với kỳ tổng kết nghị quyết 7 Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 28 với mục tiêu trọng tâm là cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Các ông công ty thì bây giờ đang rất là phải rà soát lại cái tình hình về nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là nhu cầu đất đai cho người dân ở địa phương để đảm bảo người ta có đất để đảm bảo cái sinh kế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở cái việc là đánh giá lại cái nông lâm trường và cân đối với cái nhu cầu của đất đai của địa phương và người dân thì chúng ta đưa ra cái phương án để mà sắp xếp đổi mới nông lâm trường. Các cơ quan nhà nước cần phải vào cuộc một cách đồng bộ để đảm bảo là không lặp lại những cái trường hợp đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua, chứ không để cái tình trạng là tự các công ty nông lâm nghiệp tự soi gương, tự đánh giá mình. Sau hàng chục năm giao đất giao rừng, tại nhiều địa phương miền núi, người dân vẫn thiếu đất sản xuất. Điều đó đã phần nào lý giải vì sao tỷ lệ hộ nghèo miền núi tiếp tục ở mức rất cao và hàng năm nhà nước vẫn phải chi ra hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ và làm công tác an sinh xã hội.